con má sức khỏe rồi ơ giàu giàu chưa lựa không con ho khát mướn cho hay lại còn hay dạ con để hà để ôn lại chuyện mương trả chuyện con nồi đỡ nhường cho cả con rải con ha ơi con hát đi tập từng câu đi bà tập từng câu đời à hư má bố mình rằng ngỡ xương hả sang này đời hư bố mình rằng thương thì còn xin hạt trường mương cho hay ra hay bà na ơi yản có với con đi đi con dạ. Hát tiếp đi đừ con hát dùng xương mương cho hay ra hay bà na ơi để con hát dùng xương mương cho hay ra hay bà na đấy. Còn, thực ra thì con không có năng khiếu, với lại bây giờ thì giới trẻ nó có nhiều thể loại khác như rap này, xong rồi nhạc trẻ remix các thứ, nên là con muốn tìm hiểu và để lưu giữ thêm bản sắc của mình, đặc biệt là hát dân ca Mường. Bà hát lại một lần nữa để con tầm, để con thuộc câu này về để con khoe với các bạn với mọi người. Đời à hứa bố mình rằng xương đời bố mình rằng xương đời này con hát tiếng mương cho hay lại bà na con lại tiếp câu nữa là con thuộc ạ đời bố mình rằng xương đời này con hát thiên mương cho hay là hay bà na. À, ví dụ bây giờ mà mình mà mình thích một bạn nào đấy, mình muốn hát kiểu làm quen đấy, thì nói như nào thì mình hát như nào bà? Hát kêu con trai. Đúng rồi, một câu thôi. Vâng. Say em mặc áo trắng tình ùn rằng cán bộ hòa bình phê thăm ra giỏi nga ơi con hát được nữa hai ba con chưa thua cái chứ thầy anh cái thầy áo em mặc áo chẳng tinh thầy em mặc áo chẳng tinh tướng thăng cán bộ hòa bình phê thăm nhỉ à tường rằng cán bộ hòa bình phê thăm là hải anh ơi là hải anh ơi thầy anh mặc áo chẳng tinh thầy anh à anh à ba thầy em mặc áo trắng tinh thầy em mặc áo trắng tinh tướng răng cản bộ hòa binh về thăm à bà hát lại đi bà trời em mặc áo trắng tinh tưởng rằng cản bộ hòa binh về thăm lấy giỏi em thấy anh mặc áo trắng tinh tướng đang cán bộ hoa binh vương thăm lần nữa đi bà thấy anh mặc áo trắng tinh tưởng rằng cán bộ hoa binh về thăm là hải anh ơi đấy à dạ vâng à, thực ra thì con cũng ít có cơ hội ạ, được nghe nhiều nhưng mà ít có cơ hội học, thì hôm nay thì rất vui là may có bà chỉ giáo cho con một vài câu, thì ít ra thì em con thấy em mà thấy các anh ở về quê em là em sẽ sử dụng câu của bà vừa dạy em để nói chuyện với các anh, thì mong các anh là sẽ hiểu nhá. Vâng, con cảm ơn bà và cảm ơn các ông các bà. Con xin phép tiếp tục để giới thiệu đến tất cả mọi người những bản sắc văn hóa khác của dân tộc Mường Hòa Bình ạ. Con chào các ông các bà.